Chào anh em nhá. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chữa sách nha. Theo lịch cả thứ năm bắt đầu chữa sách tiếp này. Ok, chào em nhá. Hello Di Hoàng nhá. Anh em tắt bạn bè vào học đi xem nào. Tắt bạn bè vào chữa sách cày lý thuyết vật lý 360 độ nào. Ok, chào mình Đỗ Đại học nhá. Chào Hoàng Đạt nhá. Anh em ăn cơm xong chưa? Xong cái ca gì nhỉ? Sau cái ca chữa đề 8,5 cộng anh em đã kịp ăn cơm xong chưa? Anh em đã kịp ăn cơm xong để lấy sức chữa hết quyển sách 360 hôm nay các anh chưa? Ok, chào Nguyễn Đình Hiếu nha. Chào Dương Nam nha. Chào Hoàng Đạt nha. Chào Vàng Huy, Vang Huy à? Vâng Huy à? Hay gì đây? Hay là gì Huy đấy em? Trời ơi, mở sách cái nào các anh em. Hôm nọ mình đã chữa trang bao nhiêu rồi? Hôm nọ mình đã chữa hết trang 213 rồi. Hôm nay mình sẽ chữa tiếp tục từ trang 214 nhá. Được chưa? Cụ thể là phần chủ đề 3, sóng rừng. Được chưa? Mình sẽ chữa từ trang 214. Anh em vào học cái nào. Chữa xong ăn mất ngon. Ơ sẽ ăn mất ngon thế nào? Trời ơi. Ok anh em tắt bạn bè học đi nào. Lôi sách ra nào. Anh em nào có sách rồi lôi đi xem nào. Anh em nào có sách rồi lôi ra đi nào. Mở trang 217 ra nhá. À 214 ra nhá. Xem nào. Đợi tí cho các anh em vào học đi nào. Như anh em quên lịch học rồi sao nhỉ. Không thấy mấy ông trong group sách mấy nghìn ông mà sao giờ có được có mấy ông lên xem like này. Em còn mông lung chương 2 quá à? Ừ đấy. Mình đang chủ đề 2, chủ đề 3 sóng rừng của chương 2 đi em. Mình làm đến chết thì thôi để hết cái chương 2 này nào. Chưa bao giờ hết thì thôi cái chương 2 này nào. Vẫn chưa nhận được sách á. Ông làm sao ấy. Em đặt từ bao giờ mà chưa nhận được sách. Đặt từ bao giờ. Phải có lâu rồi chứ. Em nào chưa có sách thì đặt sách đi nhá. Đặt sách ở đâu các em ơi. Đặt sách ở đây. Ở cái link MacBook này. Được chưa. MacBook. Được rồi. Em đặt sách ở link này nhá. Đây anh sẽ comment cái link này. Áp dụng công thức là ra rồi, quan trọng là có nhớ công thức không em ạ. Rồi anh em có thể đặt sách tại link MacBook anh vừa ghim lên nhá. Đó một cái đây ghim đấy nhá. Rồi ok, anh em nào chưa có sách có thể đặt sách ở đấy nhá. Rồi ok, vào chữa này, mình sẽ bắt đầu chữa luôn nhá. Mình sẽ bắt đầu chữa luôn anh em nhá. Chủ đề 3 sóng rừng này, trang 214 nhá. Trang 214 được chưa. Trang 214. Rồi, anh em nào sẵn sàng comment số 1 cho anh nào. Anh em nào đã sẵn sàng chữa sách comment số 1 cho anh nào. Anh em comment số 1 cho anh nào. Rồi comment đáp án nào. Có một là gì hả anh em? Có một đáp án gì đây? Khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản cố định, trên vật cản cố định nha, thì phát biểu nào sau đây là đúng? Trên vật cản cố định thì sóng tới và sóng phản xạ sẽ làm sao? Sẽ ngược pha nhau đúng không nào các em? Đấy, sóng phản xạ luôn ngược pha so với sóng tới ở điểm phản xạ, được chưa? Đây là chọn phát biểu đúng, được chưa? Đọc những câu sau nào. Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới là sai nhá, phải là ngược pha mới đúng. Tần số của sóng phản xạ luôn nhỏ hơn là sai. Tần số của sóng phản xạ và sóng tới nó luôn bằng nhau, kể cả là vật cản cố định hay vật cản tự do thì tần số đều bằng nhau hết. Được chưa nào? Thế là câu 1 đáp án A. Được chưa? Câu 2 nào. Câu 2 nào anh em, câu 2 đáp án gì đây? Khi phản xạ trên vật cản cố định, được chưa? Sóng phản xạ trên dây luôn ngược pha với sóng tới tại gì? Tại điểm phản xạ, nó tại cái điểm ấy luôn, được chưa? Tại cái điểm ấy luôn. Câu 2 đáp án D. Câu 3 nào? Một sợi dây dài L bằng 2m, hai đầu cố định, người ta kích thích để có sóng rừng xuất hiện trên dây. Bước sóng dài nhất bằng bao nhiêu? Rồi, bước sóng dài nhất của mình ấy là L của mình này thì bằng lambda max chia cho 2 luôn nhá. Được chưa? Vì L của mình ấy thì bằng K lambda trên 2. Đúng nào, với hai đầu cố định thì chiều dài dây của mình bằng nguyên lần bó sóng là K lambda trên 2. Vậy thì để cho lambda cực đại, chiều dài dây của mình là không đổi rồi thì để lambda cực đại thì K của mình phải bằng 1, đúng nào? Suy ra được là lambda max của mình bằng mấy? Bằng 2 lần L nhá. Được chưa? Bằng 2L là bằng 4m. Câu 3 đáp án C. Được chưa nào? Câu 3 đáp án C. Tiếp tục nào, câu 4 nào. Trên một sợi dây có sóng rừng, khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp
khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp của mình sẽ là một bó sóng đúng không nào? Một bó sóng thì tương với là lambda 92 hay là một nửa bước sóng đấy. Câu 4 đáp án gì đây? C, một nửa bó sóng, một nửa bó sóng. Câu số 5 nào? Trên một sợi dây đàn hồi có chiều dài L đang có sóng dừng với một đầu cố định và một đầu tự do thì nó phải là số gì? Nó phải là số lẻ lần của gì? Lẻ lần của lambda 94 đúng không nào? Lẻ của lambda 94 thì phải xuất phát từ đâu? Một lần lambda 94 này, được chưa? Và tiếp tục là hai lần lambda 94 này. Được chưa? Đấy, chấm chấm 3 lần lambda nó phải là 3 lambda 94 này. Số lẻ mà đúng không nào? 5 lambda 94 này, được chưa? Vậy thì để cho nó thỏa mãn là 1 3 5 7 các kiểu ấy thì đáp án của mình phải là B các em nhá. Vì k của mình chạy từ 1, được chưa? Nếu k của mình chạy từ 1 mà mình thay vào là 2k cộng 1 ấy thì nó sẽ thành bắt đầu từ mấy? Nó sẽ thành bắt đầu từ 5 mất rồi, nó không phải bắt đầu từ 1 nữa. Được chưa? Thì câu 5 mình phải chọn là B nhá. Câu 5 mình phải đáp án B nhá. Câu 6 nào? Khi cả hai đầu dây cố định thì chiều dài dây của mình phải bằng nguyên lần bước sóng là K5392. Câu 6 đáp án D. Được chưa? Tiếp theo nào? Câu số 7 nào? Điều kiện để hình thành sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định là gì? Là chiều dài dây của mình ấy, chiều dài dây của mình phải là bán nguyên. Được chưa? À, chiều dài dây của mình phải là lẻ lần của gì? Lẻ lần của phần tư bước sóng nhá. À đâu, hai đầu cố định thì là số nguyên lần bước sóng, à mục số nguyên lần bó sóng, nguyên lần bó sóng là K5392. Câu 7 đáp án B. Thấy chưa? Tiếp theo nào, câu số 8 nào. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp thì sẽ là một bó sóng hay là một nửa bước sóng, được chưa? Câu 8 đáp án gì đây? Một nửa bước sóng nhá. Cho ấy sẽ viết chữ thiếu 1 này. Câu 8 đáp án A, thiếu chữ 1 này. Thấy chưa? Thêm chữ 1 vào nhá. Một nửa bước sóng. Câu số 9 nào, trên một sợi dây có chiều dài L với hai đầu cố định, sóng truyền sợi dây có bước sóng lambda, điều kiện để có sóng dừng trên dây, đây là hai đầu cố định rồi, thì chiều dài dây của mình phải làm sao? Phải bằng nguyên lần bó sóng, à nguyên lần bó sóng là nguyên lần nửa bước sóng, là K lambda trên 2, với K của mình là chạy từ 1 nhá, K mình sẽ chạy từ 1, câu 9 đáp án A. Tiếp theo nào, câu số 10 nào, khi có sóng dừng trên dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp là cách nhau một bó sóng hay là một nửa bước sóng đấy. Câu 10 đáp án A. Tiếp tục nào, sang trang 215 nào. Câu 11, một sợi dây có chiều dài L, một đầu cố định, một đầu tự do, quan sát trên dây có sóng dừng với 4 nút sóng nhá. Thấy chưa? Có sóng dừng với 4 nút sóng mà đây là một đầu cố định, một đầu tự do rồi. Thấy chưa? Vậy thì chiều dài dây lúc này của mình là bao nhiêu? À, nó hỏi là số bụng sóng thì mình không cần tính chiều dài dây, mình sẽ có là số bụng đây là sóng dừng một đầu cố định một đầu tự do thì số bụng sóng sẽ bằng số nút sóng luôn. Được chưa? Số bụng sóng sẽ bằng số nút sóng luôn. Câu 11 đáp án B. Câu 12 nào, trong thí nghiệm giao thoa ở sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp cùng pha đặt tại hai điểm A và B dao động theo phương thẳng đứng. Trên đoạn AB khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp là 0,5 cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng bao nhiêu thì trên đoạn nối giữa hai nguồn ấy thì nó cũng giống như là gì? Nó cũng giống như là sóng dừng, được chưa? Thì hai cực tiểu liên tiếp sẽ giống như là hai nút sóng liên tiếp và nó sẽ cách nhau một bó sóng hay là lambda 92 đấy. Từ đây sẽ có là 0,5 cm bằng lambda 92 và suy được lambda của anh bằng 1 cm. Câu số 12 đáp án B. Câu số 14 nào. Trên một sợi dây có chiều dài L, hai đầu cố định đang có sóng dừng, trên dây có một bụng sóng. Được chưa? Biết tốc độ truyền sóng trên dây là V không đổi, tần số của sóng là gì? Đây, trên dây có một bụng sóng thì cái gì? Cái dây này của mình là đang có gì đây? Đang có sóng dừng với gì? Cái bước sóng cực đại đấy. Được chưa? Nó chỉ có một bó sóng thôi. Đấy, nó có một bó sóng và có hai đầu cố định luôn này, một bụng và hai nút này. Vậy thì L của mình bằng lambda 92 luôn và suy ra được lại lambda của mình bằng 2L đúng không nào? Đấy, tần số của sóng là F bằng gì đây? Tần số của sóng ấy là F là gì đây? 1 trên T hay là bằng với gì? Bằng với V chia cho lambda, được chưa? V ở đây mình nó cho là tính theo V và lambda thôi nhỉ. Vậy thì là bằng V chia cho 2L. Câu 13 đáp án gì đây? V chia cho 2L đáp án C. Câu 14 nào? Phát biểu nào sau đây là đúng? Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây có xuất hiện một số điểm luôn dao động với biên độ cực đại và một số điểm luôn luôn đứng yên. Rồi, khi có sóng dừng trên dây này một thì sẽ xuất hiện những cái điểm luôn dao động với biên độ cực đại, đây là những cái điểm bụng. Còn những cái điểm mà không dao động hay đứng yên ấy là gọi là nút, được chưa? Câu A đúng nữa này, đọc những câu sau nào. Khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì trên dây chỉ còn sóng phản xạ, còn sóng tới bị triệt tiêu là sai nhá. Sóng phản xạ và sóng tới sẽ
gì sẽ tăng cường nhau tại điểm bụng và triệt tiêu nhau tại điểm nút, được chưa? Câu C này, khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì nguồn phát sóng ngừng dao động, còn những điểm trên dây vẫn dao động là sai nhá. Nguồn phát sóng của mình vẫn phải gì? Vẫn phải dao động thì nó mới tiếp tục gì? Tiếp tục truyền sóng đi được thì nó mới tiếp tục gặp sóng phản xạ, và sóng tới gặp sóng phản xạ thì nó mới tạo ra những cái điểm nút được bụng được. Câu D nào, khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì tất cả những điểm trên dây đều dừng lại và không dao động là sai nhá. Những điểm bụng của mình, những cái điểm trong một cái bó sóng của mình ấy, chỉ có mỗi điểm nút là không dao động thôi, mà bản chất của nó là gì? Bản chất của nó là nó triệt tiêu nhau với biên độ bằng không, được chưa? Còn lại những điểm kia nó vẫn dao động, được chưa? Đấy, những cái điểm cùng một bó sẽ rộng cùng pha với nhau, được chưa? Những cái điểm mà hai cái bó liền kề sẽ rộng ngược pha với nhau. Thế là câu 14 đáp án A là đúng rồi. Câu 15 nào, khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu cố định, hạ chiều dài của sợi dây bằng gì? Hai đầu cố định rồi thì L của mình bằng với K lần lambda trên 2, được chưa? Bằng một số nguyên lần nửa bước sóng. Câu 15 đáp án C. Câu 16 nào, trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng, khoảng cách từ một nút đến một bụng của mình ấy, khoảng cách từ một nút đến một bụng của mình sẽ là một nửa của bó sóng. Một nửa của bó sóng thì là lambda trên 4, được chưa? Câu 16 là gì đây? 1/4 bước sóng nha. Câu 14 đáp án A. Rồi, câu 17 nào. Câu 17 nào, tại điểm M cách nguồn S1 và S2 lần lượt là D1, D2 có biên độ cực đại. Có biên độ cực đại có nghĩa là sóng tới của hai nguồn tại điểm đó là tăng cường lẫn nhau. Mà muốn tăng cường lẫn nhau thì độ lệch pha của chúng nó phải là gì? Phải là cùng pha, đúng không nào? Đấy, có nghĩa là gì? K lambda, D2 trừ D1 phải là K lambda thì nó mới cùng pha với nhau được. Câu 17 đáp án D. Em một chút học sinh TikTok hỏi mua sách ở đâu? Em bảo lên trên cái TikTok. Rồi ok, hôm nay thì anh có like cả bên TikTok nữa, và có một số bạn bên TikTok đang hỏi nên anh em đợi chút để anh gắn cái link nhá, gắn cái link MacBook cho các bạn ở bên TikTok nhá. Em chỉ là em anh đang like sách 3 xong rồi lý thuyết. Ok anh em TikTok ơi, anh là anh đang sách đang like quyển sách này 360 độ cây vật lý lý thuyết cây lý thuyết vật lý 360 độ thầy VNA. Các em muốn mua quyển sách này thì có thể vào trang MacBook, được chưa? Gõ lên Google là Map, được chưa? MacBook là được, được chưa? Đấy, và trang đấy thì sẽ có sách để các em mua. Rồi, tiếp theo nào, mình quay trở lại nào, câu 18 nào. Trong hiện tượng giao thoa cơ học với hai nguồn AB, trên đoạn AB khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất dao động với biên độ cực đại. Trên đoạn thẳng AB rồi nhá, mà hai điểm gần nhau nhất dao động với biên độ cực đại thì nó cũng giống như là khoảng cách giữa hai gì? Giữa hai bụng trong sóng dừng. Đấy, thì nó sẽ là lambda trên 2, được chưa? Ok chưa? Câu 18 đáp án D, 1/2 lambda. Câu 19 nào, một sợi dây đàn hồi có chiều dài L, hai đầu cố định, sóng dừng trên sợi dây có bước sóng dài nhất là bao nhiêu? Rồi, bước sóng dài nhất của mình là lambda max, được chưa? Bằng 2L luôn, đấy là cái trường hợp mà nó chỉ xuất hiện một bó sóng đấy, được chưa? Câu số 19 là đáp án gì? D, 2L. Câu 20 nào, một sóng dừng trên dây có khoảng cách giữa hai nút sóng gần nhau nhất là 4cm, hai nút sóng gần nhau nhất thì sẽ cách nhau một khoảng là lambda trên 2. Vậy thì lambda của mình sẽ là 4 x 2 bằng 8cm. Được chưa? Câu số 20 đáp án D. Rồi, sang trang 216 nào. Một gì đây? Trên một sợi dây có chiều dài L, hai đầu cố định, đang có sóng dừng, trên dây có một bụng sóng, biết tốc độ truyền sóng trên dây là V không đổi thì tần số của mình là F bằng với gì? Bằng với V chia cho lambda. Được chưa? F bằng V chia lambda. Ở đây lambda của mình là xuất hiện một bó sóng nên lambda của mình là 2L luôn, là V chia cho 2L luôn. Được chưa? Câu 21 đáp án gì đây? Đáp án A. Được chưa? Tần số của mình là F bằng V chia 2L. Câu 22 nào, trên một sợi dây đàn hồi có sóng dừng với hai đầu cố định, đang có sóng dừng với ba bụng sóng, biết sóng truyền trên dây có bước sóng 60cm, có 3 bụng sóng rồi, vậy thì chiều dài dây của mình sẽ là L bằng 3 lần lambda trên 2, vì 3 bụng sóng thì tương ứng với 3 bó sóng mà. Đây là sóng dừng có hai đầu cố định nên thế 3 bụng sóng tương ứng với 3 bó sóng. Được chưa? L bằng 3 lần lambda trên 2 thì suy ra được là bằng 3 này nhân với lambda là 60 và chia cho 2 thôi là bằng 90cm. Được chưa? Câu 22 đáp án D, 90cm. Tiếp tục nào, câu 23 nào. Trong thí nghiệm giao thoa ở mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng tại các điểm cực tiểu giao thoa, được chưa? Tại các điểm cực tiểu giao thoa nhá, có nghĩa là gì? Sóng tới của hai nguồn tại điểm đó làm sao? Triệt tiêu lẫn nhau. Mà muốn sóng tới của hai nguồn triệt tiêu lẫn nhau ấy thì hai nguồn sóng tới của hai nguồn tại điểm đấy phải ngược pha với nhau. Câu 23 đáp án C. Câu 24 nào.
Câu 24 nào, M là một điểm nằm trong vùng giao thoa của hai nguồn A và B và cách hai nguồn những khoảng D1 và D2. Được chưa? M là một vân cực tiểu. Một vân cực tiểu ấy thì sóng tới tại gì? Sóng tới của hai nguồn tại điểm M nó phải làm sao? Phải triệt tiêu nhau, mà muốn triệt tiêu nhau được ấy thì nó phải ngược pha với nhau. Được chưa? Ngược pha với nhau thì hiệu đường truyền phải là gì? Phải là một số bán nguyên lần lambda. Được chưa? Phải là một số bán nguyên của lambda. Với K chạy từ 0 này, đấy, K chạy từ 0 đến 1, 2, 3, 4 này thì câu 24 đáp án B, D2 trừ D1 bằng K cộng 0,5 lambda. Câu số 25 nào, sóng dừng trên dây có chiều dài là 32cm với hai đầu AB cố định, bụng sóng gần A nhất cách A 2cm. Rồi, A của mình là một nút, đúng không nào? Cách một cái bụng gần nhất là 2cm. Vậy thì một nút đến một bụng gần nhau nhất, được chưa? Khoảng cách giữa một nút và một bụng liền kề là lambda trên 4, đúng không nào? Lambda trên 4 bằng 2cm, đúng không nào? Vậy thì chia lambda của mình bằng mấy? Bằng 8cm, được chưa? Sau khi có 8cm rồi thì tính cho anh là gì? Tính cho anh là cái K của mình, hệ số nhân với lambda trên 2 của mình bao nhiêu nhá? Không kể hai đầu dây, số bụng sóng và số nút sóng là bao nhiêu, được chưa? Lúc này L của mình này, thấy chưa? Bằng 32 đúng không? Đấy, lấy 32 chia 8 này, thấy chưa? À, 32 chia 4 chứ, vì lambda trên 2 mà. Vậy thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 8 lần lambda trên 2, đúng không nào? L của mình bằng 8 lần lambda trên 2 mà suy ra được bao nhiêu đây? Sẽ suy ra được là số bụng sóng là 8 bụng luôn, đúng không nào? 8 bụng sóng luôn nhá. Chưa? Số nút thì cần phải chú ý một chút. Số nút của mình bình thường là mình cộng thêm 1, đúng không nào? Nhưng ở đây người ta bảo là gì? Không kể hai đầu dây. Không kể hai đầu dây thì mình sẽ trừ đi 1, được chưa? Mình sẽ trừ đi 1 là bao nhiêu? 7 nút nhá. 7 nút không tính hai đầu dây, được chưa? Vậy đáp án cùng của mình là 7 nút và 8 bụng. Câu số 25 đáp án C. Câu số 26 nào, sóng dừng là gì? Sóng không lan truyền được nữa do bị vật cản là sai nhá. Sóng được tạo thành giữa hai điểm cố định trong môi trường cũng là sai này. Sóng được tạo thành giữa sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ, được chưa? Sóng dừng của mình có bản chất là sự giao thoa trên cùng một phương truyền thôi. Câu 26 đáp án C. Thấy chưa? Câu 26 đáp án C. Câu 27 nào, khi có sóng dừng trên dây đàn hồi thì nguồn phát sóng ngừng dao động là sai này, được chưa? Trên sợi dây có đặc có những điểm dao động mạnh xen kẽ với những cái điểm đứng yên, đúng rồi này. Trên dây chỉ có sóng phản xạ là sai này. Tất cả các điểm trên dây đều dừng lại cũng là sai này. Vậy thì câu 27 đáp án B là đúng rồi. Câu 28 nào, trên sợi dây PQ có đầu cố định là Q, một sóng tới truyền hình sin từ P đến Q thì sóng phản xạ truyền từ Q về P sẽ như nào? Q của mình là một điểm cố định rồi thì sóng phản xạ và sóng tới tại cái điểm cố định đấy nó phải làm sao? Nó phải ngược pha nhau, được chưa? Tại Q sóng tới và sóng phản xạ ngược pha nhau. Câu 28 đoạn B. Câu 29 nào, một sợi dây đàn hồi có chiều dài là L với hai đầu cố định, được chưa? Sóng dừng trên dây có bức sóng dài nhất là gì? Là 2L thôi. Câu này làm từ nãy đến giờ rồi này, không chữa lại đấy nhá. 29 đáp án D. Câu 30 nào, trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút hoặc là hai bụng liên tiếp, hai nút liên tiếp hoặc hai bụng liên tiếp ấy sẽ cách nhau một bó sóng hay là một nửa gì? Một nửa bước sóng, được chưa? Một nửa bước sóng nhá. Câu 30 đáp án D. Tiếp tục nào, sang trang 217 nào. Anh em lật sang trang 217 nào. Sóng dừng đơn giản nhất trên một sợi dây hai đầu cố định có chiều dài là L bằng 2 lambda, được chưa? Nó chính là cái chiều, nó chính là cái lambda max đấy. À khoan, từ từ. Có chiều dài là lambda trên 2 chứ. Lộn, là gì? L bằng lambda trên 2, còn lambda max thì bằng 2L. Câu 31 đáp án A. Câu 32 nào, sóng dừng trên gì? Trên một sợi dây đàn hồi một đầu cố định, một đầu tự do, chiều dài là L. Để có sóng dừng thì tần số nhỏ nhất của nó phải là bao nhiêu? Thấy chưa? Tần số nhỏ nhất của nó sẽ chính là gì? Sẽ chính là cái xuất hiện cái hiện tượng gì? Cái hiện tượng là một đầu cố định, một đầu tự do và nó sẽ tạo ra một nửa bó sóng luôn này. Đấy, vậy thì khoảng cách đấy là L của mình ấy. L của mình bằng lambda trên 4, được chưa? L của mình lambda trên 4 và suy ra được là người ta hỏi gì đây? Tần số dao động đúng không? F của mình ấy bằng V chia cho lambda, được chưa? Bằng 4 lần V chia cho lambda, đúng không nào? Đấy, bằng 4 lần V chia cho lambda nhá. Xem nào. À khoan, từ từ, đây, thay vào này, L của mình là lambda trên 4, thay lambda vào thì đây lambda của mình là 4L. Đây, bằng 4L nhá. V chia cho 4L. Được chưa? V chia cho 4L. Câu 32 là bạn A. Câu 33 nào, một ống sáo có chiều dài là L với một đầu kín, một đầu hở. Một đầu kín và một đầu hở nhá, có nghĩa là giống như một đầu cố định và một đầu tự do ấy. Được chưa? Sóng dừng trên ống sáo có bước sóng dài nhất là bao nhiêu? Bước sóng dài nhất của mình là 4 lần L luôn, vì đây là một đầu cố định, một đầu tự do, đúng không nào? Một đầu một cố định, một đầu tự do ấy thì E gì? Lambda max của mình ấy. Được chưa? Sẽ bằng 4 lần L luôn. Câu 33 đáp án C. Câu 34 nào, khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên vật cản, phát biểu nào sau đây là đúng? Khi phản xạ trên một vật cản tự do, sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới là sai. À đúng rồi, cùng pha đúng rồi mà, đây là vật cản tự do đúng không? Vật cản tự do thì sóng phản xạ luôn cùng pha sóng tới, đúng rồi này. Câu B nào, khi phản xạ trên vật cản cố định,
sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới. Từ từ đọc kỹ nào, hình như có hai câu đúng à? Trên vật cản tự do, sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới, nó thiếu cái từ gì? Nó thiếu cái từ là tại điểm phản xạ thôi. Đấy chưa? Vì sóng phản xạ với sóng tới ấy, nó chỉ cùng pha nhau tại điểm phản xạ thôi, còn những cái điểm khác thì nó không như thế nữa. Đấy chưa? Thế là câu này là thiếu, đấy chưa? Câu A thiếu, câu B cũng thiếu này. Đọc câu C nào. Khi phản xạ trên vật cản cố định, sóng phản xạ luôn ngược pha với sóng tới tại điểm phản xạ, đúng rồi này. Khi phản xạ trên vật cản tự do, sóng phản xạ luôn vuông pha với sóng tới tại điểm phản xạ là sai, phải là cùng pha mới đúng. Vậy nên câu 34 mình chọn đáp án C là đầy đủ và chính xác nhất. Câu 35 nào, phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về sóng dừng? Điểm bụng là điểm mà sóng tới và sóng phản xạ cùng pha nhau. Đúng rồi, điểm bụng là cái điểm dao động mạnh nhất, và để dao động mạnh nhất ấy, thì sóng tới và sóng phản xạ phải tăng cường lẫn nhau, và để tăng cường lẫn nhau thì nó phải làm sao? Nó phải cùng pha nhau tại điểm đó. Câu 35 đáp án A đúng đấy này. Câu B nào, điểm nút là điểm mà sóng tới và sóng phản xạ ngược pha nhau cũng đúng này. Trong sóng dừng có sự truyền pha từ điểm này sang điểm khác. Đúng rồi. Các điểm nằm trên bụng thì dao động cùng pha là sai nhá. Các điểm nằm trên bụng dao động cùng pha là sai. Các điểm nằm trong cùng một bó sóng dao động cùng pha mới là đúng. Và hai bó sóng liên tiếp thì sẽ dao động ngược pha nhau. Được chưa? Hai điểm mà nằm trên hai cái bó sóng liên tiếp ấy sẽ dao động ngược pha nhau. Hay có thể nói dễ hiểu hơn là gì? Nói dễ hiểu hơn là tại những cái bó sóng chẵn thì nó sẽ dao động cùng pha với nhau, những cái bó sóng lẻ thì sẽ dao động cùng pha với nhau, còn một cái chẵn một cái lẻ dao động ngược pha với nhau. Hình dung được không? Câu 35 đoạn D. Câu 36 nào, phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về sóng dừng? Vị trí các nút luôn cách đầu cố định những khoảng bằng số nguyên lần nửa bước sóng. Vị trí các nút của mình ấy sẽ luôn cách cái đầu cố định là một khoảng là nguyên lần nửa bó sóng là đúng, vì nó sẽ cách là 2/5 mà. Vì các cái điểm nút của mình ấy, các cái điểm nút của mình ấy, nó so với một đầu cố định thì thật ra nó giống kiểu như là gì? Giống kiểu như là khoảng cách giữa hai nút thôi. Khoảng cách giữa hai nút thì là nguyên lần bó sóng. Nguyên lần bó sóng là K/2. Đúng rồi. Được chưa? Câu A đúng rồi này. Vị trí các bụng luôn cách đầu cố định những khoảng bằng số nguyên lẻ lần 1/4 bước sóng. Những số nguyên lẻ lần 1/4 sóng là sao? Là đây, bằng số nguyên lẻ. Số nguyên lẻ là K2K+1, được chưa? Lambda/4, được chưa? Đấy, thì đúng rồi. Nó sẽ là khoảng cách từ một nút đến một gì? Một nút đến một bụng thôi. Khoảng cách từ một nút đến một bụng bất kỳ thì sẽ là 2K+1 lambda/4. Với K của mình là chạy từ 0, 1, 2 nhá. Được chưa? Tiếp theo nào. C nào. Hai điểm đối xứng qua nút thì luôn dao động cùng pha là sai. Được chưa? Hai điểm đối xứng qua nút ấy thì nó sẽ nằm trên hai bó gì? Đây, anh giả sử anh vẽ một cái sóng dừng ra như này nhá. Đấy chưa? Hai điểm này là hai điểm đối xứng qua nút này. Đấy, hai điểm đối xứng qua nút ấy thì sẽ nằm trên hai cái bó, một bó chẵn một bó lẻ, thì nó phải là ngược pha nhau mới đúng. Được chưa? Nó là ngược pha nhau mới đúng. Thế là câu 35 đoạn C này. Còn câu D này, hai điểm đối xứng qua bụng nhá. Hai điểm đối xứng qua bụng anh phải vẽ đơn giản ra như này nhá. Đây, hai điểm đối xứng qua bụng này. Đây, lấy cái bụng này nhá. Đây, lấy cái bụng này thì hai điểm này là hai điểm đối xứng qua bụng này. Đấy, hai điểm đối xứng qua bụng này này thì có phải là nó nằm trên gì? Nó cùng nằm trên một cái bó chẵn hoặc lẻ không? Nếu anh gọi đây là bó 1 này, đây là bó 2 này, đây là bó 3 này, thì hai điểm này làm sao? Đối xứng qua bụng và nó sẽ nằm trên cùng bó lẻ. Cùng bó lẻ thì cùng pha nhau là đúng rồi. Thế là câu 36 đáp án C là đáp án không đúng, được chưa? Câu 37 nào, ứng dụng của sóng dừng là gì? Ứng dụng của sóng dừng ấy là mình sẽ đi tính gì? Mình sẽ đi tính được tốc độ truyền sóng trên dây, được chưa? Khi mà mình xuất hiện sóng dừng trên dây ấy thì mình đếm số bó sóng, được chưa? Mình đếm số bó sóng và mình gì? Đo được tần số, vì mình làm sao? Mình đưa cái nguồn dao động gắn vào sợi dây mà, nên mình biết được tần số của nguồn. Sau khi biết được tần số của nguồn và biết được gì? Số bó sóng rồi thì mình tính thêm cả chiều dài sợi dây nữa. Thì mình sẽ tính được gì? Mình sẽ tính ra được bước sóng của cái sóng đấy, mình sẽ tính ra bước sóng sóng đấy, và từ bước sóng và cái tần số thì mình sẽ tính ra được gì? Tốc độ truyền sóng trên dây, được chưa? Ứng dụng của sóng dừng là để tính tốc độ truyền sóng trên dây, được chưa? Câu 37 đáp án B. Câu 38 nào, phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về sóng dừng? Ứng dụng của sóng dừng là đo tốc độ truyền sóng là đúng này. Vừa câu trên mình làm xong. Khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là một nửa chu kỳ là đúng này. Khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng ấy thì chính là khoảng thời gian để một điểm làm sao? Một điểm đi từ vị trí cân bằng. Đấy, quay trở lại vị trí cân bằng. Từ vị trí cân bằng quay trở lại vị trí cân bằng thì nó sẽ mất là T/2, được chưa? Khoảng cách giữa một bụng và một nút liên tiếp là 1/4 bước sóng là chuẩn rồi này. Biên độ của bụng là 2A thì bề rộng của bụng là 4A. Nếu sóng tới có biên độ là A là sai, được chưa? Biên độ của bụng là 2A đúng rồi, nhưng mà cái bề rộng của bụng ấy thì nó không phụ thuộc vào biên độ.
bề rộng của bụng ấy thì nó phải phụ thuộc vào gì? Bề rộng của bụng của mình nó phải là lambda trên mấy? Lambda trên 2, một bó sóng của mình cái bề rộng của lambda trên 2 này thì nó phụ thuộc vào lambda, được chưa? Và phụ thuộc vào tốc độ chuyển sóng nữa. Câu 38 đáp án D. Câu 39 nào? Khoảng phát biểu nó sau đây là không đúng. Các sóng kết hợp là các sóng dao động tần dao động gì đấy? Thiếu chỉ cùng tần số nha. Cùng tần số và hiệu số pha không thay đổi thời gian. Với sóng dừng, các nút và các bụng là những điểm cố định là sai nhá. Được chưa? Các nút và bụng sóng là những điểm cố định là sai, chỉ có nút cố định thôi, còn bụng của mình là dao động với biến độ đại. Nên thế câu 39 đáp án B. Câu số 40 nào? Trên sợi dây có hai đầu cố định đang có sóng dừng. Giao thoa là sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng à? Từ từ xem nào. Các nút và bụng sóng là những điểm cố định. Giao thoa là sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng cũng không đúng này. Sóng dừng là sóng tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ cũng đúng này. Câu A với câu D đều đúng này. Thì câu C cũng là sai đúng nào? Thế đọc lại kỹ nào. Vậy thì câu 39 đáp án C cũng được à? Với sóng dừng, các nút và các bụng, thế thì nó thiếu, thật ra nó phải nói là vị trí cân bằng, được chưa? Vị trí cân bằng của các nút, được chưa? Của vị trí cân bằng của các bụng. Đấy, phải thiếu và viết, phải viết rõ ra là vị trí cân bằng của các bụng, được chưa? Đấy, vị trí của cân bằng của các bụng và các nút là những điểm cố định thì nó mới là đúng, có nghĩa là nó là một cái điểm xác định trên cái sợi dây ấy. Anh hiểu ý ở câu B nó là như vậy, nhưng nó vẫn là thiếu, được chưa? Vậy thì câu 39 cả B và C của mình đều sai nhá. Được chưa? Giao thoa của mình chỉ là sự tổng hợp của gì đây? Của hai sóng cùng phương cùng tần số thôi, nó cũng thiếu chứ cùng phương cùng tần số, được chưa? Thế là câu 39 cả đáp án B ra C nhá. Anh sẽ nốt lại câu 39 để sửa lại sau này. Được chưa? Câu 40 nào. Trên sợi dây hai đầu cố định đang có sóng dừng. Sóng truyền trên sợi dây có bước sóng lại lambda thì chiều dài L của mình là gì? Với hai đầu cố định rồi thì L của mình là K lambda trên 2 thôi. Câu 40 đáp án A. Rồi, tiếp theo nào? Câu số 38 á, xem nào, đọc câu số 38 gì? Biên độ của bụng, bề rộng của bụng à? Bề rộng của bụng 4A mà, hai lần sợi dây liên tiếp, ok, hai lần liên tiếp nha, thêm chữ liên tiếp vào cho anh. Thấy chưa? Sang trang tiếp theo nào, câu 41 nào. Trên sợi dây có sóng dừng với bước sóng lambda, khoảng cách giữa hai nút, được chưa? Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp của mình là lambda trên 2. Câu số 41 đáp án C. Câu số 42 nào, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp cũng là gì thôi? Ok, sao hai câu này giống hệt nhau này. Trên sợi dây có sóng dừng với bước sóng lambda, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là lambda trên 2 này. Câu 42 này, một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng, sóng truyền trên sợi dây bước sóng lambda, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp vẫn là lambda trên 2 thôi. Câu 42 đáp án D. Câu 43 nào, một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng, sóng truyền trên sợi dây có bước sóng lambda, khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp của mình cũng là lambda trên 2. Được chưa? Câu 44 nào, khi nói về sự phản xạ của sóng cơ trên một vật cản cố định, phát biểu sau đây là đúng. Sự phản xạ luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ là sai, phải là điểm phản xạ của mình phải là điểm phản xạ cố định thì mới sóng tới và sóng phản xạ ngược pha tại điểm đó. Được chưa? Tần số của sóng phản xạ luôn lớn hơn là sai, phải bằng nhau, được chưa? Nhỏ hơn cũng là sai. Vậy chỉ có đáp án D thôi, sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ. Xem nào. Câu D cũng không đúng nhỉ? Sóng phản xạ luôn cùng pha với sóng tới. À, đây là vật cản cố định rồi, nó cho vật cản cố định ở trên câu hỏi rồi, vậy thì đúng. Câu 44 đáp án D. Câu 45 nào? Nếu nó cho vậy rồi thì phải là đáp án A chứ. Đây, vật cản cố định đúng không? Vật cản cố định thì phải là ngược pha nhau. Vậy thì đáp án A mới là đúng. Anh vừa đọc thiếu cái chữ vật cản cố định nên anh tưởng là cái ý A của nó thiếu. Anh dọc cái chữ luôn là sai, được chưa? Đấy, vừa nãy anh tưởng là gì? Nó cho là chỉ trên gì? Chỉ có sự sóng tới và sóng phản xạ thôi. Anh đọc thiếu chữ vật cản cố định. Nếu mà thêm chữ vật cản cố định vào thì đáp án A của mình là đúng rồi nhá. Câu 45 nào? Sóng dừng trên sợi dây đàn hồi với hai đầu cố định, một đầu tự do, được chưa? Một đầu tự do, một đầu cố định này, chiều dài dây bằng 1/4 bước sóng. À, thiếu, được chưa? Của mình sẽ có là L của mình ấy là 2K cộng 1 nhân 15 lambda trên 4, được chưa? Với K của mình là chạy từ 0, được chưa? 0 1 2 3, được chưa? Rồi. Chiều dài của dây bằng một số nguyên lần 0,5 lambda cũng sai. Chiều dài dây phải bằng một số bán nguyên của 0,5 lambda. Được chưa? Thật ra chỗ này mình rút hai bên ngoài ấy, thì nó sẽ là K này cộng 0,5 này nhân với gì? Nhân với lambda trên 2. Đúng nào? Thì có phải là một số bán nguyên của lambda trên 2 không? Nó chính là một số bán nguyên của lambda trên 2 nhá. Câu 45 đáp án D. Câu 46 nào? Trong gì đây? Hệ thống sóng dừng trên sợi dây mà hai đầu cố định thì bước sóng là gì? Hai đầu cố định thì bước sóng là gì? Rồi, khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp
độ dài chiều dây là sai này, hai lần độ dài dây cũng sai này, hai lần gì đây, khoảng cách giữa nút và bụng cũng sai. Phải là bước sóng của mình ấy, đây khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp là lambda trên 2 đúng không nào? Vậy thì nó phải là bằng hai lần khoảng cách, hai lần khoảng cách mới đúng đúng không nào? Bước sóng của mình phải hai lần khoảng cách mới đúng. Vậy thì câu 46 là đáp án D chính xác rồi. Câu 46 đáp án D. Hai lần khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp. Câu 47 nào, phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng sóng dừng? Sóng dừng không có sự lan truyền dao động là sai, sóng dừng có sự lan truyền dao động nha. Sóng dừng trên dây là sóng ngang, đúng rồi, mình sẽ dễ dàng nhìn thấy được cả gì? Dễ dàng nhìn thấy là những cái điểm trên dây nó dao động ngang theo phương ngang và vuông góc với phương truyền sóng là phương của sợi dây, đúng không? Còn trong cột không khí ấy, trong ống sáo và kèn ấy là sóng dọc, là đúng rồi. Mọi điểm giữa hai nút sóng và sóng dừng thì có cùng pha dao động là đúng. Giữa hai nút sóng là cùng một bó sóng rồi. Cùng một bó sóng là gì? Cùng một bó sóng là sẽ dao động cùng pha, đấy chưa? Thật ra nó phải nói rõ hơn một chút là giữa hai nút sóng liên tiếp, nhưng mà mình hiểu ý của nó được rồi. Câu D nào, bụng và nút sóng dịch chuyển với vận tốc bằng vận tốc lan truyền sóng. Bụng và nút sóng dịch chuyển với vận tốc bằng vận tốc lan truyền sóng. Xem nào, không hợp lý lắm nhở? Câu 47 ý D cũng hợp lý lắm nào. Câu 47 của mình ý D cũng không hợp lý lắm nhá. Đấy chưa? Bụng và nút sóng của mình ấy thì điểm nút của mình đã là không dao động rồi. Điểm bụng của mình là dao động với cái gì? Dao động với cái tốc độ của nó là tốc độ cực đại là A omega. Đấy chưa? Cái tốc độ của nó thậm chí còn biến thiên cơ. Thế nên nó không thể là bằng với vận tốc của gì? Bằng vận tốc truyền sóng được. Rồi, câu 47 là bạn D nhá. Đấy chưa? À, nó cũng hơi ấy nhỉ? Vì trên sợi dây ấy, trong sóng dừng ấy thì trên sợi dây là gì? Trên sợi dây là bản chất nó đang có sự truyền sóng rồi. Đang có sự truyền sóng đúng không nào? Đang có sự truyền sóng thì có sóng tới và sóng phản xạ. Đấy, có sự sóng tới và sóng phản xạ. Chỉ có à khoan, đấy là gì? Đấy là có sóng tới và sóng phản xạ thôi, còn không có sự lan truyền dao động là đúng chứ, đúng không? Vì lúc đấy là gì? Những cái điểm đấy dao động với biên độ cố định, thấy chưa? Những cái điểm đấy dao động với biên độ cố định và nó dao động cả trên gì? Cả trên một bó sóng dao động cùng pha với nhau. Sự lan truyền dao động là lan truyền pha dao động nhá. Lan truyền pha dao động là gì? Là điểm này dao động thì kéo theo điểm kia dao động theo. Nhưng mà trên sợi dây có sóng dừng ấy thì là mỗi điểm nó dao động với gì? Một cái pha ban đầu cố định và nó dao động với một cái gì? Biên độ cố định rồi và nó không bị ảnh hưởng bởi những điểm bên cạnh. Thế là đúng rồi, được chưa? Câu 48 nào. Khi nói về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, phát biểu nào sau đây không đúng? Khoảng cách từ một nút đến một bụng liền kề bằng 25% bước sóng là lambda trên 4 ấy, đúng rồi. Thấy chưa? Khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp bằng một bước sóng là sai, nó chỉ là lambda trên 2 thôi. Là hiện tượng giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ, đúng này. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là một nửa bước sóng, được chưa? Là lambda trên 2, đúng rồi. Vậy thì câu số 48 đoạn B. Câu số 49 nào? Để gì đây? Để tạo ra một hệ sóng dừng giữa hai đầu cố định thì độ dài của dây phải bằng gì đây? L của mình nhá, phải bằng K lần lambda trên 2, có nghĩa là một số nguyên lần nửa bước sóng, được chưa? Câu 49 đáp án B. Câu 50 nào, sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do, muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của dây phải bằng gì? L của mình phải là 2K cộng 1 lambda trên 4, được chưa? Hoặc là bằng với gì đây? K cộng 0,5 lambda trên 2. Được chưa? Phải là một số lẻ lần của 1/4 bước sóng. Câu 50 đáp án D, một số lẻ lần nhá. 2K cộng 1 của mình là một số lẻ, được chưa? Nhân với lambda trên 4 là 1/4 bước sóng đấy. Câu 50 đáp án D. Tiếp theo nào, câu 51 nào. Sóng dừng xảy ra trên sợi dây đàn hồi cố định khi nào? Chiều dài của sợi dây, các bạn thiếu này, các bạn phải viết rõ ra dây có hai đầu cố định chứ. Đàn hồi có hai đầu cố định, được chưa? Viết rõ ra hai đầu cố định. Chiều dài dây của mình là L phải bằng K lần lambda trên 2. Thấy chưa? Chiều dài dây bằng gấp đôi gì đây? Chiều dài dây bằng 1/4 bước sóng là đã sai này. Chiều dài dây bằng gì đây? Gấp đôi chiều dài bước sóng gấp đôi chiều dài dây là đúng trong cái trường hợp nhá. Với K bằng 1 này, với K bằng 1 ấy, suy ra được là L của mình là lambda trên 2, thấy chưa? Và suy ra được là lambda bằng 2 lần L. Vậy thì ở cái trường hợp mà chiều dài bước sóng gấp đôi chiều dài dây này là có, được chưa? Chiều dài dây bằng bước sóng là không được này, thấy chưa? Chiều dài bước sóng bằng một số lẻ lần chiều dài dây cũng không được này, thấy chưa? Phải là đáp án B là cái trường hợp đặc biệt K bằng 1, thấy chưa? Câu 51 đáp án B. Tiếp theo nào, câu 52 nào. Khi trên dây xảy ra hiện tượng sóng dừng với bước sóng lambda,
khoảng cách d giữa một nút sóng nhá, một nút sóng và một bộ sóng thì nó sẽ cách nhau là lambda trên 4, được chưa? Nhưng đấy là hai cái liền kề nhá, một nút và một bụng liền kề thì mình là lambda trên 4, còn một nút và một bụng bất kỳ ấy, thì mình cộng thêm gì, k lambda trên 2 nữa, được chưa? Mình cộng thêm k lambda trên 2 nữa. Đấy, thì nó sẽ là gì đây? Nó sẽ là mình rút ra, mình rút cái lambda trên 2 ra ngoài cũng được, mình rút cái lambda trên 2, mình rút lambda trên 4 ra ngoài nhá, thì nó sẽ bằng gì đây? Bằng 2k cộng 1, được chưa? 2k cộng 1. Đấy, 2k cộng 1 là nhân với lambda trên 4, được chưa? Câu 52 đáp án C. Câu 53 nào? Một sợi dây có chiều dài L căng ngang hai đầu cố định, trên dây đang có sóng dừng với N bụng sóng, tốc độ chuyển sóng trên dây là V. Khoảng thời gian liên tiếp giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là gì? Khoảng thời gian liên tiếp giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là T trên 2, được chưa? T trên 2 mà T của mình ấy, T của mình là gì? Lambda. Được chưa? Bằng lambda chia cho V. Đấy, là lambda chia cho 2V. Bằng lambda chia 2V nhá. Được chưa? Tiếp tục này, trên dây đang có sóng dừng với N bụng sóng nhá. N bụng sóng là N vào sóng rồi, vậy thì L của mình là L lambda trên 2. Được chưa? Đấy, từ đây suy được là lambda của mình ấy là 2N nhân với L này. Đó, thay vào này, 2N nhân với chiều dài này và chia cho 2V này. Được chưa? Đấy, 2 với 2 hết, chỉ còn là N nhân với L lớn chia cho V. Câu 53 đáp án gì đây? Câu 53 đáp án gì đây? Chiều dài bằng với quãng đường chia vận tốc rồi thì vận tốc phải dưới mẫu chứ đúng nào? Xem có đâu vận tốc dưới mẫu không? Khoảng cách thời gian giữa hai lần khoan từ từ, chỗ này anh thay chỗ lambda bị sai à? Lambda của mình phải là gì? Lambda của mình phải là cái chỗ này là bằng 2 gì? 2 lần L chia cho gì? Chia cho N nhỏ chứ, đúng không nào? Thì chỗ này phải là gì đây? Chỗ này phải là lambda, được chưa? 2 lần gì đây? 2 lần L chia cho 2 lần VN nhỏ, được chưa? Sẽ bằng với gì đây? Bằng với L chia cho V nhân N nhỏ, được chưa? Vậy thì câu 53 đáp án D. Được chưa? Câu 53 đáp án D. Anh nói dịu dàng chút ạ. Ok, anh nói dịu dàng nhá. Câu 54 này, sóng dừng lan truyền trên một sợi dây đàn hồi bước sóng là lambda, tốc độ chuyển sóng trên dây là V, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp dây duỗi thẳng thì vẫn là T trên 2 thôi. Đấy, mình viết bên trên rồi, chính bằng với lambda chia cho 2V luôn, đúng không nào? Lambda chia 2V, câu 54 đáp án B. Câu 55 nào, trên một sợi dây có chiều dài L hai đầu cố định đang có sóng dừng, quan sát trên dây thấy có hai bụng sóng, biết có hai bụng sóng nhá. Hai đầu cố định rồi thì mà hai bụng sóng thì L của mình là 2 lần lambda trên 2 hay chính bằng lambda luôn đấy. Được chưa? Biết tần số sóng là F và sóng truyền trên dây với tốc độ không đổi, tốc độ chuyển sóng là gì? V của mình ấy, được chưa? V của mình chính là gì đây? V của mình chính là bằng lambda nhân F, được chưa? Lambda nhân F mà lambda thì bằng L rồi nên bằng L nhân F luôn. Câu 55 đáp án gì? Đáp án A. Câu 55 đáp án A. Tiếp theo nào. Anh đang chữa trang nào á? Anh đang chữa trang 100 bao nhiêu đây? À, anh đang chữa trang 219 em nhá. Đang trang 219 rồi anh em nhá. Câu 56 nào. Biết tốc độ chuyển sóng trên dây là V, được chưa? Tần số của sóng là gì? Ở đây là hai đầu cố định rồi, được chưa? Trên dây có một bụng sóng thì L của mình ấy bằng lambda trên 2 luôn. Nên suy ra được tần số là F, được chưa? F của mình là lambda nhân với V. Được chưa? Lambda của mình là 2 lần L nhân V. Câu 56 đó là gì đây? À khoan, từ từ. Tần số của sóng á, tần số của sóng là F tần số của sóng đây. F bằng V chia lambda chứ. F của mình ấy bằng với V chia cho lambda, được chưa? Đấy, V của mình thì vẫn vậy, thay lambda bằng 2 lần L là V chia cho 2L. Câu 56 đáp án A, V chia 2L. Câu 57 nào, sóng dừng trên sợi dây với hai đầu cố định với bước sóng là lambda, khi sợi dây duỗi thẳng thì tỷ số giữa chiều dài sợi dây và bước sóng là bao nhiêu? Được chưa? L của mình ấy, được chưa? Hai đầu cố định rồi nên L của mình là gì đây? Là K lần lambda trên 2, được chưa? Đấy, tỷ số giữa gì đây? Tỷ số giữa chiều dài sợi dây và bước sóng thì chính là ông K luôn này. Ông K của mình là một số nguyên, được chưa? Ông K của tỷ số đấy thì phải là ông K trên 2. Mình sẽ viết rõ là tỷ số là K trên 2, được chưa? Đấy, nhân với lambda, được chưa? Thì nó sẽ là gì đây? Một nửa, một số nguyên lần nửa bước sóng mà. Thì chỗ này nó sẽ là K chia 2 là một số bán nguyên, đúng không nào? K chia 2 của mình sẽ là một số bán nguyên nhá. Vậy thì mình sẽ chọn đáp án D này, 0,5 lần L này. Được chưa nào? Câu 57 đáp án D. Câu 58 nào. Một sợi dây đàn hồi với hai đầu cố định, khi tần số là F1 thì sóng dừng trên dây với N1 nút, được chưa? F1 thì N1 nút, khi tần số F2 thì trên dây có sóng dừng với N2 nút, được chưa? Biểu thức liên hệ là gì? Thì mình sẽ đi từ V1 bằng V2 nhá. V1 của mình bằng V2 không nào? Đi xác định V cho anh. Được chưa? V của mình ấy, được chưa? V của mình bằng lambda nhân với F, được chưa? Đấy.
V của mình bằng lambda nhân với F. Tiếp theo nào, thay số vào nha. Lambda này, khi có F1 này, được chưa, thì trên dây có sóng dừng với N1 nút, được chưa, thì lúc đấy L của mình là N1 nhân với gì, lambda trên 2. Đó, hai đầu cố định rồi mà. Đấy, thì từ đây suy ra được là gì đây, N1 nhân với lambda 1 nhá. Đấy, nhân với lambda 1 trên 2 bằng với N2 nhân với lambda 2 chia 2. Được chưa? Đấy, được chưa? Vậy thì suy ra được là gì đây? Mình thay F1, F2 vào à? Khoan nào, biểu thức liên hệ giữa F1, N1 và F2, N2 à? F1, N1 và F2, N2 à? Khoan, cái này thì đơn giản hơn một chút này. Cái này đơn giản hơn một chút là anh có gì? Anh có tần số của mình ấy. Tần số của mình càng lớn thì làm sao đây? Đây là hai đầu cố định rồi. Hay đơn giản hơn một chút là hai đầu cố định rồi thì anh sẽ có là F1, được chưa, chia cho F2 bằng với N1 trên N2 luôn, được chưa, nó sẽ tỷ lệ thuận với nhau luôn, được chưa. Tần số của mình càng lớn thì nó sẽ càng làm sao, nó sẽ càng sinh ra được nhiều bụng hơn, được chưa, nó sẽ càng sinh ra. Khoan, đây là nút cơ mà nhỉ, đây là nút đúng không nào, nút của mình ấy, nút của mình thì phải là bằng với bụng cộng thêm 1 đúng không nào, nút của mình thì bằng cộng nút của mình là bằng bụng cộng thêm 1 đây nhá, anh ghi là cái này bụng này, bụng 1 trên bụng 2 này, được chưa? Bụng 1 trên bụng 2 thì bụng 1 của mình chính là bằng với nút 1 trừ 1, được chưa? Đấy, số bụng thì bằng số nút trừ 1 mà. Đấy, còn cái ông gì? Cái ông bụng 2 thì bằng với nút 2 trừ 1, được chưa? Vậy thì sẽ là F1 nhân với gì? F1 nhân với N2 trừ 1 và bằng với F2 nhân với N1 trừ 1, câu 58 đoạn D. Câu 58 đoạn D nhá. Kể cả hai đầu dây em ạ, được chưa? Nút tính cả kể cả hai đầu dây thì số nút nó phải hơn số bụng là 1. Đấy, số nút của mình phải hơn số bụng là 1. Còn F của mình ấy nó sẽ tỷ lệ thuận với số bụng. F càng lớn thì số bụng nó càng tăng lên. Đấy, F của mình ấy, thật ra F của mình ấy nó sẽ bằng F1 của mình ấy sẽ bằng với số bụng nhân với cái F0 này. F0 là cái gì? F0 là cái F0 chính là cái tần số nhỏ nhất để gây ra sóng dừng ấy. F0 chính là cái tần số nhỏ nhất để gây ra sóng dừng trên dây với hai đầu cố định ấy. Hiểu không? Câu 59 nào. Câu 59 nào. Trên hình dưới đây mô tả một sóng dừng, được chưa? Gọi MH. Gọi H là điểm dao động giữa nút M và nút P. Đây, giữa nút M nút P nhá, H anh gọi được điểm H đi, đây điểm H nhá. Được chưa? Tiếp theo nào. Gọi K là điểm nằm giữa Q và N. Đây một điểm K nữa, được chưa? Người ta kết luận là xoay là đúng thì anh gọi đây là bó 1 này, đây là bó 2 này, đây là bó 3, bó 4 này, bó 5 này. Vậy thì H nằm trên bó 1 và K nằm trên bó số 5 là cùng nằm trên bó lẻ rồi. Cùng nằm trên bó lẻ thì nó phải dao động làm sao? Dao động cùng pha với nhau. Vậy thì H với K phải dao động cùng pha với nhau. Đáp án 9 à đáp câu 59 đáp án D. Câu 60 nào. Câu 60 nào. Một sợi dây có chiều dài 2L được kéo căng ở hai đầu cố định AB, kích thích để cho dây có sóng dừng và ngoài hai đầu là hai nút thì còn điểm chính giữa của C là nút nữa. Rồi, thật ra mình cái này mình vẽ được luôn này, đó chính là cái hình như này này. Đấy, thấy chưa? L của mình chính bằng lambda luôn. Thấy chưa? L của mình sẽ bằng lambda luôn vì nó có hai bó sóng. Thấy chưa? MN là hai điểm trên dây đối xứng qua C. C này đối xứng qua C là đối xứng qua nút. Đối xứng qua nút là thuộc hai bó gì? Một bó chẵn một bó lẻ rồi. Đối xứng qua nút là một bó chẵn một bó lẻ nên nó phải làm sao? Nó phải là hai điểm dao động gì? Cùng biên độ và làm sao? Và ngược pha nhau, được chưa? Cùng biên độ nhá. Biên độ như nhau và ngược pha nhau. Câu 60 đáp án C. Vì nó cùng cách nút một đoạn nó sẽ dao động cùng một biên độ, được chưa? Câu số tiếp theo nào, câu số 61 nào. Một sóng ngang có bước sóng là lambda lan truyền trên một sợi dây đàn hồi tạo ra hệ sóng dừng trên dây với hai với một đầu cố định, một đầu tự do. Chiều dài sợi dây có thể nhận giá trị là sau đây. L của mình ấy phải là gì? L của mình phải là 2k cộng 1 nhân với lambda, được chưa? Trên 2. Đấy, hay hoặc là bằng với gì? Bằng với k cộng 0,5 2k cộng 1 nhân lambda trên 4 đi. Đây, lambda trên 4. Được chưa? Lambda trên 4 thì nó sẽ bằng với k cộng 0 sẽ bằng k trên 2, được chưa? K trên 2, được chưa? Cộng với gì đây? 0,25 nhân lambda, được chưa? Đấy, nó phải là K trên 2 cộng với 0,25 chia lambda. Đấy, thì xem số nào thỏa mãn. Chỉ có mỗi số gì? Chỉ có mỗi, xem là cái ông này có thỏa mãn không nào? Ông này có thỏa mãn không? Xem bấm cho anh ông nào thỏa mãn. Nó sẽ là một số 2K cộng 1 chia cho 4 đúng nào? Thì bây giờ mình cứ lấy cái này mình nhân lên 4 là được. Xem có ra một số lẻ không? Mình sẽ lấy cái ông 2K cộng 1 nhân với 4. Xem có ra số lẻ không là được. 3.25 này nhân 4 này ra số 13 nhá. Vậy cái này ra số 13 này nhân với 4 số 13 này. Còn ông 2.5 này nhân 4 này nó sẽ ra ông 10. Đấy, ông này sẽ ra 10. Vậy thì đây là chẵn lần rồi, còn đây là lẻ lần này. Vậy nên câu 361 đáp án B nhá. Rồi, câu 62 nào. Xét hiện tượng sóng dừng trên dây
đàn hồi với hai đầu AB, đầu A dao động theo phương vuông góc với một sợi dây biên độ A. Khi đầu B cố định, biên độ dao động tổng hợp của mình sẽ là gì đây? Biên độ dao động tổng hợp của mình ấy sẽ là 2A lần sin của 2PD chia cho lambda nhá. Câu 62 đáp án D, vì mình là gì? Vì mình là biên độ nên mình phải thêm dấu trị tuyệt đối vào. Được chưa? Phải thêm dấu trị tuyệt đối vào. Câu 63 nào? Câu 63 nào? Khi đầu B tự do, biên độ dao động tổng hợp tại điểm M trên dây cách B một đoạn. Được rồi. À, đầu B của mình là tự do nhá. Đầu B là tự do, vậy đầu B của mình là bụng, được chưa? Đầu B là bụng thì mình phải làm sao? Phải là dùng hàm cốt, được chưa? Bụng thì dùng hàm cốt nhá. Câu 63 đáp án C. Thế nào? Câu 63 đáp án C. Câu 64 nào? Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng với bước sóng lambda tại các điểm trên dây cách nút một bước một khoảng là lambda trên 12 thì sóng tới và sóng phản xạ lệch nhau bao nhiêu? Rồi, ok, nó phải lệch nhau bao nhiêu các em? Nó đã cách nút sóng một đoạn là lambda trên 12 rồi. Cách nút sóng một đoạn là lambda trên 12 ấy thì biên độ của nó phải là bao nhiêu? Biên độ của nó phải là bao nhiêu các em? Biên độ của nó phải làm sao đây? Mình sẽ có là biên độ của nó A, cái biên độ của điểm đấy, một điểm M đi. Đấy, điểm AM ấy của mình phải bằng bao nhiêu? Phải bằng bao nhiêu lần biên độ của điểm bụng nào? Bằng bao nhiêu lần điểm bụng nữa? Cách nút một đoạn là lambda trên 12 nhá. Đây mình thay vào cái công thức bên trên này này, cách nút này này, thay vào cái công thức ở bên trên luôn. Được chưa? Thì để ra được là A bụng, được chưa? Bằng cách ra thì là bằng sin. Sin của gì đây? 2π nhân với 1 chia 12 và chia cho một nữa này, đóng ngoặc vào này thì nó sẽ là bằng với 1/2 bụng nha. Nó sẽ dao động với biên độ 1/2 lần của bụng. Thấy chưa nào? Dao động với biên độ 1/2 lần của bụng ấy thì chính là dao động với biên độ A luôn. Mà dao động với biên độ A vì bụng của mình là dao động với 2A mà, đúng nào? A bụng của mình bằng 2A đúng nào? Vậy thì AM của mình là bằng A. Vậy thì sóng tới và sóng phản xạ cũng đấy có phải lệch pha nhau bao nhiêu? Phải lệch pha nhau 120 độ, đúng nào? Phải lệch pha nhau 120 độ nhá. Thấy chưa? Đấy, vì sao? Vì mình có cái biên độ tổng hợp của mình ấy là A gì? AM này sẽ bằng với gì? A của điểm A tắc truyền tới này cộng A của điểm B này cộng 2 lần A 2 lần A bình nhân với cốt gì? Cốt của độ lệch pha không nào, vì cái này 2 điểm A này là bằng nhau rồi. A của điểm A bình phương này cộng A của điểm B bình phương này cộng 2 lần A của A nhân A của B. Đây, cộng thêm 2 lần A của điểm A này, A của điểm B này nhân với cốt của gì? Cốt của delta phi nữa, đúng nào? Từ đây thì để cho gì? Để cho AM bằng A, để cho AM bằng A của điểm nguồn A và bằng A của điểm nguồn B ấy, thì nó phải làm sao? Nó phải là lệch nhau một góc 120 độ. Câu 64 đáp án B. Được chưa? Câu 65 nào? Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng, khi sợi dây duỗi thẳng thì các phần tử đều có gì? Đều có tốc độ cực đại nha. Vì khi sợi dây duỗi thẳng ấy là lúc nó đi qua vị trí cân bằng. Đi qua vị trí cân bằng thì tốc độ phải cực đại, được chưa? Khoan, nhưng mà gì? Nhưng mà các phần tử trên dây ấy, lúc này đang có sóng dừng nên những cái điểm nút của mình, những cái điểm không dao động, đúng nào? Thế nó phải có gì? Phải có ly độ bằng 0 mới là đúng nhất, được chưa? Câu 65 đáp án B, có ly độ bằng 0. Đấy, khi sợi dây duỗi thẳng là tất cả các điểm đang ở vị trí cân bằng là có ly độ bằng 0. Rồi, cái đề này là đề dễ, vì sao? Vì đây là đề lý thuyết thôi mà em, mình đang like quyển cây lý thuyết thôi mà, mình chỉ làm lý thuyết thôi. Được chưa? Còn những cái dạng khó hơn, những cái câu lấy điểm cao hơn thì đã có cái like lúc bao nhiêu? Cái like lúc 18 giờ rồi, lúc 6 giờ ấy là đề 8,5 cộng hàng ngày đấy. Khi nào anh like tiếp á, anh có cập nhật cái lịch like ở trên gì? Lịch like ở trên cái page ấy, thầy Ngọc Anh có đăng gì? Có đăng lịch like theo hàng tuần đấy. Em chú ý vào các buổi sáng thứ hai nhá. Thường thì sáng thứ hai thầy sẽ đăng lịch học đấy. Rồi. Trên một sợi dây đang có sóng dừng, xét hai điểm M và N nằm giữa hai nút, được chưa? Nằm giữa hai nút sóng. Nằm giữa hai nút sóng là dao động cùng pha rồi, đúng nào? Dao động cùng pha rồi thì UM trên AM phải bằng UN trên AN thôi. Câu 66 đáp án A, được chưa? Đây là biểu thức cùng pha thôi. Câu 67 nào? Trong sợi dây có sóng dừng, hai điểm M và N là hai nút sóng gần nhau nhất, là MN của mình là bằng bao nhiêu đây? Bằng 5 trên 2 luôn nhá. Được chưa? Hai điểm P và Q trên sợi dây trong khoảng giữa M và N. Được chưa? Trong khoảng giữa M và N là hai điểm đấy nó phải là cùng một bó rồi. Được chưa? Đây anh phải vẽ ra, đây là điểm M nhá, đây là điểm N nhá. Đây có thể là P này, đây có thể là Q này. Đấy, P và Q là nằm giữa M và N mà. Thế nó phải là gì? Nó phải là dao động cùng pha với nhau. Câu 67 đáp án A. Câu 68 nào? Có dạy chương trình 12 cho những người từ 11 lên không ạ? Có em, có lớp xuất phát sớm của thầy Ngọc Anh đấy. Em có thể vào trực tiếp cái trang này này, vào trực tiếp trang của thầy Vũ Ngọc Anh chuyên luyện thi vật lý này. Em lướt xuống một chút sẽ thấy một cái bài ghim. Hãy rớt xuống một chút xem một cái bài gọi là lớp xuất phát sớm của 2K6 đấy. Được chưa? 2K6 đang lớp 11 đúng không? Nhưng mà sẽ học xuất phát sớm luôn. Câu 68 nào?
trên một sợi dây đang có sóng dừng, sóng truyền trên sợi dây có bức sóng lambda, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp. Khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp thì là lambda trên 2 thôi, câu 68 là D. Câu 69 nào? Trên sợi dây căng theo phương thẳng đứng có hai đầu cố định, sau đó kích thích để có sóng dừng thì không tồn tại thời điểm mà sợi dây duỗi thẳng là sai này, được chưa? Trên sợi dây có thể tồn tại hai điểm mà dao động tại hai điểm đó lệch pha nhau một góc là pi trên 3 cũng là sai, nó chỉ có thể là cùng pha hoặc ngược pha thôi. Và có nghĩa là chỉ lệch nhau pi hoặc là không lệch thôi. Thấy chưa? Câu C nào, hai điểm trên dây đối xứng nhau qua nút sóng thì dao động ngược pha với nhau, đối xứng qua nút dao động ngược pha, đúng rồi, đối xứng qua bụng thì dao động cùng pha. Khi giữ nguyên các điều kiện khác, thả tự do đầu dưới thì không có sóng dừng ổn định là sai nhá. Rồi, tiếp tục nào, câu 69 đáp án C. Câu 70 nào, khoan nào, hai điểm trên dây đối xứng nhau qua một nút sóng, hai điểm thì dao động ngược pha nhau đúng không, mà đối xứng nhau qua một nút nhá. Đây, đối xứng nhau qua một nút này, giả sử đây là một điểm này, đây là một điểm này. Thấy chưa? Thì hai điểm đó dao động ngược pha nhau đúng rồi mà. Đây, hai thuộc hai bó khác nhau đây, ngược pha nhau. Vậy thì câu 69 phải là C chứ. Câu 69 C nhá. Đáp án sai này. Câu 70 này, sóng dừng trên dây trên đoạn OM, hình ảnh của sợi dây vào thời điểm hình vẽ, độ lệch pha giữa hai phần tử A và B. Rồi, xác định cho anh này. Đây là hình ảnh của sóng dừng nhá. Đừng nhầm sang truyền sóng nhá. Đây là sóng dừng thì A của mình thuộc một bó, B của mình thuộc một bó, hay thậm chí có thể dễ hiểu hơn là đối xứng qua nút này. Đối xứng qua nút thì làm sao đây? Ngược pha nhau, được chưa? Vậy thì độ lệch pha của nó phải là pi radian. Câu 70 đáp án B. Câu 71 nào? Sóng dừng, trong sóng dừng những điểm nằm giữa hai nút liền kề thì dao động cùng pha, được chưa? Đấy, câu 72 nào? Xét sóng dừng trên sợi dây hai điểm bụng liên tiếp sẽ làm sao đây? Hai điểm bụng liên tiếp sẽ dao động ngược pha nhau nhá. Vì hai điểm bụng liên tiếp là thuộc hai bó khác nhau. Được chưa? Một bụng ở đây là hai bó khác nhau nên phải là ngược pha nhau. Câu 73 nào? Trong sóng dừng trên dây, hiệu số pha của hai điểm trên dây nằm đối xứng qua một nút, đối xứng qua một nút là ngược pha nhau nên hiệu số pha của nó phải là pi. Câu 73 đáp án C. Câu 74 nào? Câu 74 nào? Đầu A gắn với một nguồn coi như một nút, còn khi có sóng dừng trên dây AB thì làm sao đây? Nó không nói đầu B nhỉ? Nó không nói rõ đầu B nhỉ? Số nút bằng số bụng nếu B cố định là sai nhá. Số nút của mình sẽ làm sao? Sẽ lớn hơn số bụng 1 nếu đầu B cố định. Số bụng và số nút, số bụng hơn số nút 1 là sai này, được chưa? Số nút bằng số bụng nếu đầu B tự do là đúng, được chưa? Câu 74 đáp án C. Rồi, tiếp theo nào, câu 75 nào. Câu 75 nào. À, số nút hơn số bụng là 1 đơn vị nếu đầu gì? À, bằng sao nào? Số nút hơn số bụng 1 đơn vị nếu đầu B cố định. AB cố định thì N bằng B cộng 1 đúng nào? Xem nào, số nút bằng số bụng nếu đầu B tự do. Đầu B tự do thì nút bằng bụng đúng không này? Số nút hơn số bụng 1 đơn vị nếu đầu B cố định cũng đúng mà. Thế vậy thì câu 74 của mình phải đáp án gì anh em? Câu 74 của mình phải đáp án gì đây? Số nút hơn số bụng 1 đơn vị nếu đầu B cố định. Đúng mà. Đúng mà. Số nút hơn số bụng 1 đơn vị. Vậy thì câu này có 2 đáp án à? Xem nào. Rồi, ok, anh sẽ xem lại câu 74 nhá. Anh sẽ xem lại câu 74 của mình là có hai đáp án nhá. Đọc kỹ nha em nhá. Đầu A của mình gắn với một nguồn coi như một nút rồi, được chưa? Đầu A coi như một nút rồi ấy thì khi làm sao? Khi dao động với một đầu B tự do nữa ấy thì số nút bằng số bụng là câu C của mình cũng đúng, em hiểu không? Câu C của mình cũng đúng, được chưa? Câu C của mình cũng sẽ là đáp án đúng. Vậy thì câu D nữa nào? Câu D của mình cũng chuẩn hơn này, vì làm sao? Vì sóng dừng một đầu cố định, một đầu cố định, một đầu tự do thì nút bằng bụng, còn sóng dừng mà hai đầu cố định ấy, hai đầu cố định thì nút hơn bụng là 1, đúng nào? Nút hơn bụng là 1 vì nó tính cả hai gì? Tính cả hai đầu nhá, tính cả hai nguồn nhá. Thấy chưa? Câu này đáng ra nó phải nói rõ hơn một chút. Nói rõ hơn một chút là như nào? Không, kể cả nói rõ hơn một chút thì lúc đấy đáp án C lại bị sai mất rồi. Rồi ok, anh sẽ xem lại câu 74 nhá. Câu 74 này đáp án D cũng có thể khoanh được này. Được chưa? Câu 75 nào? Câu 75 nào? Sóng dừng trên dây, chiều dài của sợi dây được xác định bằng biểu thức nào với L là hai đầu cố định? L là hai đầu cố định rồi thì nó sẽ là L lần lambda trên 2. Câu 75 đáp án C. Câu 76 nào? Một đầu cố định, một đầu tự do. Một đầu cố định, một đầu tự do thì là một số lẻ lần lambda trên 4. 76 đáp án D. 77 nào? Một sóng dừng xảy ra trên sợi dây đàn hồi với tần số F nếu tăng tần số lên thành 2F, được chưa? Hai đầu cố định rồi nhá. Được chưa? Tăng tần số lên 2F ấy thì nó sẽ trở thành gì? Nó sẽ trở thành 2, nó sẽ số bóng sóng của mình sẽ gấp đôi, được chưa? Vẫn có sóng dừng và số nút sóng ban đầu trở thành số bụng à? Sai nhá. Vẫn có sóng dừng và số bụng sóng ban đầu lúc này là vẫn là bụng sóng à? Sẽ thấy được. Vẫn có sóng dừng, các bụng sóng ban đầu trở thành các nút sóng. Rồi, con này viết rõ nhá. Đây,
giả sử anh đang có đây là F này, được chưa? Đây là F, đây là chiều dài L này, được chưa? Vậy khi mà tăng lên thành 2F nhá. Được chưa? Tăng lên là F thì vẫn cái chiều dài L đấy, nhưng mình sẽ thành 4 gì? Thành 4 đấy. Thành 4 nút, à thành 4 bó sóng, được chưa? Vậy thì cái này là nút này, cái này vẫn sẽ là nút này, được chưa? Nó sẽ tăng gấp đôi lên mà. Đúng nào? Nó sẽ tăng gấp đôi lên, vậy thì điểm này là nút, điểm này vẫn là nút. Điểm này là bụng thì lúc này nó lại là nút mất rồi, được chưa? Đấy, những cái điểm bụng thành nút rồi, ok. Vẫn có sóng dừng và các bụng sóng ban đấy trở thành nút sóng, được chưa? Cái này đây nó sẽ thành nút sóng này. Đấy, nó sẽ thành nút sóng này. Được chưa? Nó sẽ thành nút sóng nhá. Đây, còn cái điểm này là điểm chính giữa nhá. Được chưa? Hình dung được không? Vì khi mà tần số gấp đôi lên ấy, khi mà tần số gấp đôi lên thì làm sao? Thì số bó sóng sẽ tăng lên gấp đôi. Đấy, số bó sóng tăng lên gấp đôi thì những cái điểm bụng vừa nãy của mình ấy sẽ trở thành nút, được chưa? Câu 77 đáp án B. Câu 78 nào? Sóng dừng trên truyền trên một sợi dây AB có chiều dài L với đầu A cố định, đầu B tự do. A cố định, B tự do rồi. Thấy chưa? Thì làm sao đây? Bước sóng trên dây bằng bao nhiêu? Mình có L bằng gì? Số lẻ lần gì? 2K cộng 1 lambda trên 4. Đúng nào? Vì đây là một đầu cố định, một đầu tự do. Thì mình sẽ rút ra được là lambda của mình. Thấy chưa? Lambda của mình là 4L chia cho 2K cộng 1. Thấy chưa? 4L chia cho 2K cộng 1 nhá. Câu 78 là C. Có 79 nào? Sóng dừng trên một sợi dây có hai đầu cố định, bước sóng dài nhất của mình, hai đầu cố định bước sóng dài nhất của mình là lambda max, được chưa? Bằng 2 lần L nhá. 2 lần độ dài dây. Được chưa? Có 79 đáp án C. Có 80 nào? Khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp lambda 92, có 80 đáp án D. Rồi, ok, hôm nay mình đã chữa xong gì? Chữa xong được đến câu đến trang 221 rồi, được chưa? Hôm nay mình sẽ tạm nghỉ ở đây. Buổi sau thì anh sẽ chữa tiếp từ chủ đề 4 nhá. Được chưa? Cho nó hết một chủ đề đi. Mình sẽ dừng hết một chủ đề luôn. Được chưa? Dừng hết một chủ đề là sóng dừng rồi. Buổi sau chúng ta sẽ sang sóng âm nha. Buổi sau sẽ bắt đầu từ trang 222 nha. Rồi ok, tạm biệt anh em nha. Bye bye anh em. Bye bye anh em. Ok anh em, bye bye nhá. À trước khi bye bye thì có anh em nào thắc mắc câu nào không thì anh lướt lại cho. Thắc mắc câu nào không thì anh lướt lại cho nha. Anh nghỉ rồi em ơi, bây giờ anh bắt đầu nghỉ nhá. À anh like tầm mấy giờ á? Có lịch học ở trên page đấy, em quay lại chịu khó lướt lại vào thứ hai nhá. Sẽ có cái lịch học. Thường thì ở page mình sẽ có lúc like là 6 giờ, 6 giờ trong tuần này là 6 giờ hàng tuần. À 6 giờ hàng ngày sẽ có like gì? Sẽ có live stream chữa đề 8,5 cộng và từ gì? Và từ gì nhỉ? Và từ 8 giờ lái sách tầm đấy, 8 giờ các thứ 3, thứ 5, thứ 7, được chưa? Câu 47 à? Ok, anh xem lại câu 47 nhá. Câu 47. Phát biểu nào sau đây không đúng về sóng dừng? Không đúng á, bụng và nút dịch chuyển với vận tốc bằng vận tốc truyền sóng, nó không đúng còn gì nữa. D là đúng rồi. D là đúng rồi nhá, được chưa? Không đúng mà, chọn câu không đúng mà. Được chưa? Bụng với nút làm gì có dịch chuyển đâu. À bụng nút của mình làm gì có dịch chuyển đâu. Còn bụng của mình thì dịch chuyển với cái tốc độ là gì? Tốc độ đấy là tốc độ dao động điều hòa. Đúng nào? Trong khi tốc độ chuyển sóng là không đổi nên không thể bằng được. Được chưa? Câu 47D đúng rồi. Rồi ok, nay dừng lại ở đây nhá. Bye bye tất cả các em.